Xin chào mọi người và nhất là các em trai tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Đây là video anh sẽ chia sẻ với các em về tử vi vận hạn của cái năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của mình. Tuy là hơi chậm, bây giờ đã ở giữa tháng 5 rồi. Tuy nhiên là có nhiều em nhắn tin cho mình hỏi là nó như thế nào. Thôi thì mình đã lỡ làm thì mình làm cho nó trọn vẹn, chia sẻ đến các em. Mình thì không có gọi là hình như không có duyên với những cái anh em mà hàng 8 đời cuối cũng như là hàng 9, tại vì là cái kinh của mình thì do nó gọi là không có huyền hoặc, không có ma mị, cho nên là những người mà từng trải, những người mà có cái sự va đập rồi thì thích xem kinh mình hơn là những cái người trẻ, vì cái kiến thức của mình đưa ra là không có ma mị người khác, không có làm cho nó huyền hoặc lên, không có thu hút được. Tuy nhiên là đó là cái kiến thức cơ bản mình tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người. Còn mọi người ứng dụng nó ra sao, tốt như thế nào thì còn tùy vào mọi người. Thì với người Bính Dần, Nam Mạng ở trong năm Tân Sửu năm 2021 được cái phúc tinh của Mộc Đức chiếu mạng. Người ta hay nói vui là Mộc Đức mặc sức mà ăn, đúng không? Tuy nhiên là không hẳn là Mộc Đức, đó là cái sao thôi. Còn cái vận hạn, vận niên cũng như cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn thì nó còn có nhiều cái luận trình khác. Với cái người Bính Dần mà năm nay có Mộc Đức mà vận thế của năm Tân Sửu là một cái năm dịch bệnh rồi mọi thứ về khó khăn, kinh tế khó khăn, thì có Mộc Đức đi nữa thì cũng không mặn mà gì mà được ăn như mà mọi người đã từng nói đâu. Thì người Bính Dần á, Nam Mạng á, thì năm nay là 36 tuổi. Với cái người mà chịu sự chi phối của cái tử vi tuổi Bính Dần sẽ là những người sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1986 cho đến ngày 28 tháng 1 năm 1987 là những người sẽ phải chịu sự chi phối chính của cái tử vi tuổi Bính Dần. Tuy nhiên là còn tùy vào tháng sinh, những người mà sinh mà vào đầu năm á thì vẫn chịu sự chi phối của người Sửu một tí xíu. Người Bính Dần thì sinh càng về đầu năm thì càng là người khổ cực, cực thân. Bản mệnh của người Bính Dần là Lư Trung Hỏa, còn có thể là Lô Trung Hỏa, tức là lửa trong lò. Nhiều người nói rằng cái lửa này rất là nhỏ, nhưng thực chất không phải. Lửa này là người rất là nóng nảy, đặc biệt là Nam Mạng. Vì cái Lư Trung Hỏa này kết hợp với Bính Đinh, bính, chữ bính nữa, là nó là lửa trong nội tạng, lửa rất là mạnh. Lửa này là lò, nhưng mà lò luyện ra trời đất, lò bát quái, cho nên là người Bính Dần, đặc biệt Nam Mạng, rất là nóng tính. Người Bính Dần thì là người có cái trực dương rất mạnh, cho nên là thích cái những cái màu mà nó nổi bật. Đó là sơ khởi của người Bính Dần. Còn người Bính Dần ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021 được cái sao Mộc Đức, một cái phúc tinh hành mộc, thường đem đến may mắn phúc lộc tốt cho những cái người mà được nó chiếu mệnh, nhất là về mặt hôn sự, về mặt cái sao đào hoa đó. Thì người này được chiếu mệnh và nó mạnh nhất ở trong cái sao Mộc Đức ở trong năm là vào tháng 10 và tháng 12. Tháng hợi của năm Tân Sửu và tháng Sửu của năm Tân Sửu luôn. Người mà có sao Mộc Đức thì nó là hành mộc, nó tương trợ cho cái bản mệnh của người hành hỏa, người Lô Trung Hỏa, cho nên là càng làm cho cái sao này nó tác dụng vô người mình tốt đẹp hơn. Có thể nói là đây là một năm và về nhiều mặt là thành công thuận thành, cả về bổn mạng, sức khỏe lẫn tài lộc cho cái người Bính Dần nếu được Nam Mạng, được cái sao này chiếu mệnh. Tuy nhiên hạn của năm lại là hạn hình tiền, người ta gọi đây là một cái đại hạn xấu, phải cẩn trọng về bệnh tật, có thể là nguy nan tới bổn mạng. Người ta nói gặp hạn hình tiền thì đừng có tham, cầu danh lợi lớn sẽ có hung họa lớn đi theo. Vận niên của năm là một vận niên tốt, đó là vận niên kê hồi viên, tức là gà về vườn thì người ta nói là gà về vườn mà gọi là hình tượng được con gà, nên báo hiệu một năm
Tân Sửu nhiều thành tựu đối với các em tuổi Bính Dần. Công việc làm ăn thì thuận thành tấn tới, làm việc gì hay xuất hành đi xa đều có lợi. Cho nên đó là đừng có đi đến vùng sông nước là không có việc gì phải lo lắng về bổn mạng và sức khỏe. Đó. Thiên can của năm á là chữ Bính của Bính Dần hợp với chữ Tân. Thiên can thuộc ngũ hợp, chủ về tốt đẹp, may mắn trong công việc, tài lộc, hanh thông. Những cái công việc cũ có thể gặp và trục trặc thì bây giờ qua năm này nó sẽ khởi động và tiến tới. Ngon lành ha. Địa chi Sửu Dần, năm Sửu gặp tuổi Dần thì không xung không hợp, thuận thành, gia đạo tình cảm cũng không quá nhiều âu lo. Tại vì cái sao mà Mộc Đức là một trong những cái phúc tinh đem đến cái đại kiếp trong hôn sự, cho nên đây là một năm rất tốt về cái gia đạo tình cảm. Như vậy thì xét về bề ngoài thì ngoài cái hạn của năm ra thì có rất là nhiều cái thuận lợi cho người Bính Dần ở trong năm Tân Sửu năm 2021. Sao á là được sao Mộc Đức, hạn thì hơi xấu, vận niên thì kê giáp viên tốt, thiên can thì được ngũ hợp, địa chi thì không xung không khắc. Bổn mạng là người mệnh hỏa gặp năm thổ thì bị sinh xuất về bổn mạng, cho nên là xấu, hơi suy yếu về sức khỏe, đặc biệt là rơi vào những tháng xung, nhất là tháng 7 âm lịch sắp tới. Rồi, đó là nhìn cái bề ngoài. Còn tỏ cung tiểu vận, tỏ cung tiểu hạn thì có nhiều cái sự thuận thành, hanh thông. Khi tỏ cung tiểu vận của năm Tân Sửu năm 2021 đối với người Bính Dần nam mạng thì có nè Long Đức Đà La Thiên Hỷ. Long Đức Đà La Thiên Hỷ, đây là một cái bộ sao nói về cái việc tốt đẹp trong tình cảm, thậm chí là người ta có hay còn nói là thêm người thêm của nếu có bộ sao này trong tọa cung tiểu vận. Rồi còn tọa cung tiểu hạn á thì lại không có mấy tốt đẹp cho lắm, khi có cô thần đi trước lâm quan, kiếp sát, thiên không đường phù. Tuy nhiên lại có hỷ thần và hồng loan, thiếu dương thiên khôi. Bộ sao này á thì người ta nói có cô thần á thì sẽ có xích mích. Cô thần đi trước lâm quan có xích mích với một người đàn ông trong công việc của mình. Kiếp sát thiên không thì có nhiều cái trở ngại trong cái do cái vận thế chứ không phải do người khác cố ý gây ra cho mình. Tuy nhiên có đường phù hồng loan hỷ thần này thì rất dễ có cái việc là hôn sự tình cảm tốt đẹp, không có đến nỗi nào quá phải suy xét gì nhiều. Còn cung nhị hợp thì có tướng quân tràn sinh thiên khóc, nhưng mà bị tuần triệt án ngữ trên quan phủ quốc ấn thiên phúc long trì. Tướng quân tràn sinh, đây là một cái bộ sao gọi là phát triển về cái quan lộc. Những người em nào mà đang làm trong môi trường như là quân đội hoặc là cơ quan hãng xưởng thì rất là dễ thăng quan tiến chức ở trong một cái cung nhị hợp như vậy, hoặc là gặp được quế nhân giúp đỡ đưa đường chỉ lối để cho mình đi lên. Có quan phủ quốc ấn thiên phúc long trì, đấy bộ sao này là bộ sao tương trợ cho cái tướng quân và tràng sinh, cho nên đây là một năm có thể nói nhìn ở nhiều mặt, nhất là về mặt quan lộc rất tốt cho người Bính Dần nam mạng. Còn cung tam hợp thì có thiếu âm trực phù thiên la, mộc dục liên lưu niên văn tinh, nhưng lại đi với đại hao. Như vậy thì phải cẩn thận về mặt sức khỏe không được tốt, coi chừng ăn uống gây ngộ độc cho mình. Đại hao trực phù, trực phù là ruột á, thiên la mộc dục, mộc dục thiên la mà đi với mộc dục. Còn các em mà có gia đình tình cảm rồi, mộc dục mà nói về cái tính dục của con người, cái sự ham muốn mà đi trước thiên la này, coi chừng là tình cảm bị người thứ ba chen vô là gây xào xáo, mất cái vẻ tốt đẹp của gia đình. Rồi, đó là tỏ cung tiểu vận, tỏ cung tiểu hạn, cũng như là cái tử vi nhìn từ bề ngoài của người Bính Dần nam mạng. Có khá nhiều sự tốt đẹp bên cạnh
một số cái tỏ cung tiểu vận, á quân cung dị hợp và cung tam hợp có vài cái phá tinh không được tốt đẹp. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái gọi là phúc tinh mà hóa giải đi. Rồi bây giờ thì mình tính cái vận trình từ tháng 5 này cho đến cuối năm sẽ ra sao. Đầu tiên hết á, thì tháng 5 là tháng Giáp Ngọ. Tháng Giáp Ngọ là một tháng kim. Như vậy xét về trụ mệnh á, thì hỏa của bổn mệnh sẽ khắc tháng. Bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không tốt, đề phòng ốm đau và tai nạn phạm thân, nhưng nhẹ. Đặc biệt là khi mà bản mệnh mà khắc tháng như vậy, phúc tinh tài tinh sẽ bị suy hao. Thiên can thì giáp bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của giáp ất là mộc, bính là hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành được tương sinh. Tháng này rất dễ có tài lộc nhưng mà không lớn, đừng có quá mong cầu gì nhiều. Địa chi thì lại thật sự rất tốt đẹp. Khi người tuổi Dần gặp tháng Ngọ ở trong năm Tân Sửu là sao? Thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất, tốt cho gia đạo tình cảm, dễ gặp quý nhân giúp đỡ ở trong công việc, đặc biệt là cái việc về quan lộc phát triển ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Ất Mùi. Tháng Ất Mùi tiếp tục là một tháng kim. Như vậy xét về trụ mệnh thì cũng không khác gì tháng 5 khi là hỏa của bản mệnh khắc tháng. Bản mệnh sức khỏe không được tốt, bổn mệnh cần cẩn trọng để tránh những cái tai nạn có thể phạm thân nhưng mà nhé. Thiên can Ất Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng về mặt tử vi, cho nên ok, cũng không có vấn đề gì quá lớn ở trong công việc, không có xảy ra trục trặc gì nhiều. Nạp âm ngũ hành của giáp Ất thì mộc, bính đinh là hỏa, cũng khá giống tháng 5. Đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, tốt, có thể là có tài lộc nhưng không lớn. Địa chi thì không tốt đẹp bằng tháng 5 khi Mùi Dần chỉ là cặp địa chi không xung không hại, không hình không khắc nhau thôi. Như vậy thì gia đạo tình cảm cũng không có quá nhiều cái sự xào xáo mà phải lo lắng. Tiếp đến đó là tháng 7. Tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Tháng này thật sự là không tốt đối với người Bính Dần, cả nam lẫn nữ mạng. Vì sao? Vì tháng cô hồn là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân thì là thuộc tháng hỏa, cho nên xét về trụ mạng là hỏa đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi, công việc có thể quên bổn mạng có thể thuận thành, không có việc gì quá lo lắng. Tuy nhiên thiên can tuy nhiên địa chi là Dần Thân, là cặp địa chi lục xung nằm trong bộ tứ hành xung. Dần Thân tỵ hợi, Dần Thân khác nhau, cho nên là nó gọi là chính xung, hay còn gọi là lục xung, cho nên là gia đạo tình cảm có thể là sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền âu lo, thậm chí là các mối quan hệ trong xã hội làm ăn coi chừng người ta gây thiệt hại cho mình. Tháng này nếu mà bạn bè có hỏi mượn mật rồi này kia thì chắc mình nghĩ là nên từ chối cho nó chắc ăn ha. Thiên can thì chữ bính của Bính Thân và bính của Bính Dần là đồng hàng, cho nên gọi là tháng này không có xấu về công việc, nhưng chắc chắn sẽ xấu về cái mối quan hệ và gia đạo tình cảm. Tháng này anh nào mà có phòng nhì thì nhớ cẩn thận giấu vô kỹ nha, coi chừng bị lòi á. Rồi tiếp đến đó là tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021, tháng 8 âm lịch. Tháng này là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu chắc chắn là một tháng hỏa nữa. Như vậy xét về bổn mệnh thì cũng giống tháng 7, khi hỏa của lôi trung hỏa và gặp tháng hỏa của này là đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lại. Thiên can bính đinh không xung không hại, cho nên là mọi việc ok, cũng không có vấn đề lớn lắm về cái công việc đối với người ở Bính Dần nam mạng. Với cái sao mộc đức cộng với cái thiên can của tháng 7 đồng hàng, bính đinh tháng 8 cũng ok về như thế này thì có thể là tài lộc sẽ tốt.
Địa chi Dần Dậu thì không xung không hại, gia đạo tình cảm tương đối ổn định tốt đẹp sau cái biến cố của cái tháng 7, đúng không? Thì tháng này tốt đẹp hơn vì nó không hình không hại gì hết ha. Đó. Rồi. Tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Mà tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. À, tháng mộc là thấy ngoan rồi đó. Vì sao? Vì bản mệnh mộc của tháng sẽ tương sinh bản mệnh của mình. À. Bản mệnh tương sinh tốt cho bổn mạng và sức khỏe, phúc tinh và tài tinh sẽ phát sáng rất là nhiều. Thiên can Bính Mậu không xung không hại, không khác nhau, không hình không khác nhau. Nhưng mà nạp âm của Mậu là thổ, nạp âm của Bính là hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Có thể tháng này sẽ gây ra suy hao tài lộc nhỏ, hoặc là có nằm trong cái tính toán của mình phải chi ra. Địa chi tuổi Dần gặp tháng Tuất là thuộc nhóm tam hợp Dần Thọ Tuất. Đây là dấu hiệu tốt cho gia đạo tình cảm, thậm chí là tốt cho những cái mối quan hệ xã hội, dễ được quý nhân giúp đỡ ở trong tháng như thế này. Nếu như mà mình có việc gì mà muốn nhờ và giả người khác thì tháng này nhờ giả chắc ngon lành, chứ đừng có tháng 7 mà đem đi nhờ giả nha. Tháng 7 tháng thân nhờ giả là mệt luôn á, đúng không? Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Là tháng 10 âm lịch là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi là một tháng mộc. Tháng này hồi nãy mình có nói là cái sao Mộc Đức nó phát triển rất mạnh. Đúng lý do tại sao nó cũng cùng hành mộc với lại tháng. Và tháng này có lục hợp về địa chi. Bây giờ mình xét về trụ mạng trước. Thì tháng mộc gặp người mệnh hỏa là tương sinh về bổn mệnh, tốt cho bổn mệnh và sức khỏe. Thậm chí tài tinh, phúc tinh sẽ phát huy tác dụng rất là tốt đẹp. Kết hợp với cái thiên can chữ Bính và chữ Kỷ không xung không hại, vì vậy là mọi việc cũng ok. Nhưng mà nạp âm ngũ hành của Bính là hỏa mà Kỷ là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Tháng này tốt cho công việc, về việc đầu tư, xuất tiền thì ok, không có vấn đề gì phải bàn cãi, sẽ có lợi lộc về sau. Vì địa chi thuộc nhóm lục hợp Dần Hợi, cái bộ tứ hành xung Dần Thân Tỵ Hợi này rất là đặc biệt, khi Dần và Hợi là lục hợp, Thân và Tỵ lại là lục hợp luôn. Đây là bộ địa chi lục hợp, cho nên gia đạo tình cảm tốt đẹp. Khi mà cặp lục hợp rồi thì chắc chắn tháng này sẽ rất tốt đẹp về các mối quan hệ làm ăn, mua bán, và cái quý nhân sẽ giúp đỡ mình ở trong nhiều việc, nhiều mặt. Như vậy tháng này thì tháng quá tốt, khi nè địa chi lục hợp, bản mệnh được tương sinh, phúc tinh tài tinh sáng lên. Tháng này cái sao Mộc Đức phát huy tác dụng, có thể nó trong vận trình những tháng còn lại, đây là tháng tốt nhất của người Bính Dần Nam An. Rồi tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao. Thiên can thì chữ Bính của Bính Dần sẽ khắc chữ Canh của Canh Tý. Thiên can tương khắc, công việc sẽ dễ gặp những cái chuyện trúc trắc trục trặc, gây suy hao tài lộc, thậm chí là bị người khác nói xấu ở trong công việc, gây khó dễ trong công việc. Tháng này nếu mà làm cái gì mà không có chính đáng, làm cái gì mà vi phạm pháp luật ha, thì phải cẩn trọng một chút xíu, nhìn trước ngó sau thì nó mới qua, chứ còn không coi chừng là bị người khác chọc. Địa chi Tý Dần không xung không hại, không hình không khác nhau, cho nên gia đạo tình cảm của tháng 11 vẫn là tốt đẹp. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Tháng này là tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu luôn. Tháng này tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh xuất thổ, bản mệnh sinh xuất, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp, cho nên cần cẩn trọng bổn mạng sức khỏe một tí xíu. Rồi thiên can thì chữ Bính của Bính Dần sẽ hợp với chữ Tân. Thiên can đây là thiên can thuộc ngũ hợp, cho nên tháng này công việc tài lộc đều tốt đẹp, mọi việc hanh thông rất là tốt. Tháng này là tháng chốt sổ của năm Tân Sửu năm 2021. Địa chi Sửu Dần thì không hình không hại, không xung khắc nhau,
ở trong cái phần địa chi, cho nên gia đạo chắc có vẻ là tốt đẹp, không có việc gì quá to tát lớn lao mà xảy ra. Với cái bộ sao mộc đức nó đã tốt đẹp, vốn dĩ nó đã tốt đẹp về cái bổn mạng rồi, tốt luôn cả về cái gia đạo tình cảm. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các em Bính Dần nam mạng những cái kiến thức cơ bản về tử vi cũng như vận trình những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021, một trong những cái năm các em có cái sao mộc đức và nhiều thuận thành tốt đẹp. Tuy nhiên hãy nhớ rằng năm nay vận hạn của vận trình của năm vận mệnh của năm nó xấu khi mà gặp mà dịch bệnh, gặp cái sự khó khăn về kinh tế, cho nên làm gì thì làm cũng nên cẩn trọng một tí xíu, đừng quá cương. Hãy nhớ rằng năm sau chúng ta lại là rơi vào năm 37 tuổi, hạn 37 tuổi trực thái tuế, thì nhiều khi nó không phải là vào cái năm trực thái tuế nó mới xui đâu, nó bây giờ là xui rất từ từ, vào cái năm kia nó mới rất thẳng xuống, nó mới tới đáy, không chứ không thể nào mà tự đang về cái nó bịch xuống vậy được, nó phải từ 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 từ. Cho nên đừng quá cương, hãy gọi là vừa lòng với những gì mình có, chứ để mà xong rồi thì vào năm 37 tuổi hỏi sao vậy, trắng tay tội nghiệp, đúng không? Vào những năm xung năm xui thì chúng ta chỉ cần bảo vệ những gì chúng ta đang có để mà những năm tốt đẹp chúng ta tiếp tục tích lũy thì nó vẫn tốt hơn. Năm nay tuy là không năm xui nhưng mà năm tới là một năm xui, nên chúng ta phải thắng từ từ chứ chạy xe thắng gấp coi chừng té. Các em xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.